49.000 một bát gà như này, nhưng mà phải chờ 30 phút, liệu có xứng đáng không? Eo ơi, cái khu Chùa Láng này quán nào cũng đông thì phải. Chúng ta đến một lần lúc 11 giờ đã hết bàn rồi. Ăn vặt xương xương bắp bún quay lại may quá đã có bàn nhưng mà nó vẫn cứ đông cơ. Order thì anh nhân viên vẫn hẹn 30 phút cơ mà. Không đến 30 phút, 25 phút đã có đồ rồi mọi người. Bởi mình đi 2 người có gọi một gà sốt phô mai, còn đây là gà sốt cay ngọt, thêm cả một mì lạnh. Mì lạnh này thì là 59.000 nha. Ui, 49.000 mà được bát gà đầy nhở. Cảm giác người ta xếp phải hình cái núi luôn ý. Đây là sốt phô mai nha. Thì gà bên trong mềm nha. Được cái là vỏ gà giòn, nó cỏ nó không có bị dày quá ấy. Nhưng mà cái miếng ở trên này nhiều sốt lắm, mà mấy miếng ở dưới lại không có sốt. Cảm giác cái sốt phô mai này nó không rõ vị phô mai lắm. Nó ngọt ngọt, được mix với một xíu sốt cay nữa nha. Nên cảm giác ăn nó ngọt ngọt lên cay. Nhưng mà nếu mà sốt phô mai rõ hơn thì sẽ ok lạc hơn. Nhưng mà với giá này thì chắc là mình không đòi hỏi gì thêm đâu. Đây là gà sốt cay ngọt. Cay quá. Cảm giác cái sốt này nó giống cái sốt Hàn Quốc ấy. Nhưng mà ưng một cái là thịt gà vẫn rất là mềm ọc, juicy. Miếng gà này được chiên rất là giòn nha. Cảm giác không hề bị ngấm dầu ấy. Cảm giác cái nước mì nó hơi cay rồi ấy, mặc dù không có cái sốt Hàn Quốc. Cái sợi mì nó cũng dai, kiểu mát mát thôi chứ không hẳn là kiểu mát lạnh như kiểu các chỗ khác mà mình hay ăn. Phần nước này nó không kiểu đá như một số quán nhé, nó là cái phần nước nó lọc ra hết rồi ấy. Nhưng mà cá nhân mình thấy là cái phần nước mì này nó không quá đặc sắc. Mọi người đến đây thì must try là gà thôi, mọi người nên gọi gà nha. Bây giờ cũng 3, 2, 1 nói ra loại gà mình thích nhé. 3, 2, 1, phô mai.